Trại giam tịch thu thiết bị y tế cá nhân của Trần Huỳnh Di Thức. Tin Đài Á Châu Tự Do, trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An tịch thu đồ dùng cá nhân của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Di Thức sau khi ông viết phản hồi văn bản số 253 của Tòa án Nhân dân tối cao. Ông đang thụ án năm thứ 14 trong án 16 năm tù vì cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Theo văn bản số 253, Tòa án Nhân dân tối cao xác nhận ông Thức bị kết án theo khoản 1 của Điều 79 Bộ Luật Hình sự 1999, không được áp dụng lợi ích từ Nghị quyết số 41 năm 2017 để miễn giảm hình phạt. Ngày 30 tháng 7, anh ruột ông Thức liên lạc bất thường và cho biết các giám thị đã thu hồi đèn đọc sách, máy đo huyết áp, đường huyết và quạt chạy bằng pin, những thiết bị cần thiết cho sinh hoạt của ông. Trại giam từ chối cho ông gửi thư về nhà. Gia đình ông thông báo ông sẽ từ chối thăm gặp gia đình từ tháng sau để phản đối hành động này và muốn thông báo cơ quan ngoại giao về việc bị phân biệt đối xử, đồng thời mong được gặp đại diện ngoại giao quốc tế để nói về tình trạng của mình.